Với tỷ số 4-0, tập đoàn thi bố và Nguyên Quân Đội. Tiếp theo bài hai vận động viên thành phố Hải Phòng 2K Lạng Sơn AO ra sàn thi đấu. Trận đấu tỷ số 4-0, vận động viên là Hậu Giang thi bố cuộc. Trận thi đấu tiếp theo tại cẩm C mời hai vận động viên đơn vị Cần Thơ 2K Bình Dương AO tập trung ra sàn thi đấu.